Fan hâm mộ và truyền thông Trung Quốc chưa hết bất ngờ và hoang mang trước thông tin Trương Hằng, bạn trai cũ CEO Dởm của Trịnh Sảng công khai có con và đang sống tại Mỹ, thì mới đây lại xuất hiện tin đồn hai đứa nhỏ là con ruột nữ diễn viên. Cụ thể, có một nguồn thông tin tiết lộ rằng hai đứa nhỏ là con của Trịnh Sảng và Trương Hằng. Cặp đôi đã sử dụng phương pháp đẻ thuê. Người đó còn nói mình sẽ không xóa Weibo, chấp nhận ra tòa. Người này đưa ra thông tin cụ thể rằng vào tháng 9 năm 2018 cũng có tin Trịnh Sảng và Trương Hằng dùng phương pháp đẻ thuê để sinh con. Tới tháng 1 năm 2019, Trịnh Sảng và Trương Hằng bị cánh phóng viên bắt gặp cùng nhau xuất hiện tại Mỹ. Trước mắt Trương Hằng và Trịnh Sảng đang giành quyền nuôi con ở Mỹ. Trong công văn có ghi rõ thời gian mở phiên tòa là tháng 3 ở Denver, loại hình là kiện tụng ly hôn. Theo đó, Trương Hằng và Trịnh Sảng mới chia tay vào tháng 12 năm 2019. Trước đó thì Trương Hằng, bạn trai cũ CEO Dởm của Trịnh Sảng đã bất ngờ lên top hot search Weibo sau thời gian ở ẩn kể từ khi vướng vào tin đồn lừa đảo bị chính nữ diễn viên đâm đơn kiện. Cụ thể, Trương Hằng đã đăng tải một bài viết dài nói rõ về những tin đồn thời gian qua. Gần đây tôi lại bị treo lên hot search đen một lần nữa. Hơn một năm nay trên mạng không ngừng xuất hiện những lời lẽ phỉ báng, chửi rủa cùng với bạo lực mạng không chừng mực đối với tôi. Người nhà của tôi cũng vô cùng bất lực và mệt mỏi. Bạn trai cũ CEO Dởm của Trịnh Sảng chia sẻ rằng tôi quyết định không thể làm đà điểu được nữa vì người thân của mình, tôi chính thức muốn làm sáng tỏ với mọi người một ít chuyện. Những tin tức nói rằng tôi lừa đảo, vay nặng lãi, trốn nợ đến Mỹ đều là bịa đặt, tôi chưa từng làm những chuyện này. Tôi quả thực đang ở Mỹ nhưng tôi ở lại là vì muốn chăm sóc, bảo vệ cho hai sinh mệnh nhỏ vô tội. Ngoài ra tôi cũng mời luật sư xử lý công việc liên quan, hy vọng mọi người có thể thấy rõ chân tướng. Trước đó vào tháng 6, theo thông tin nhiều tờ báo có được, Trương Hằng khi đảm nhiệm vai trò đại diện pháp lý của công ty Kính Ngoan Ngoãn, đang dính vào 7 vụ kiện trong đó người khởi tố đều là nhân viên của công ty này. Cụ thể, cả 7 vụ kiện đều là tranh chấp về luật lao động, yêu cầu công ty hoàn trả tiền lương, tiền bồi thường do khất nợ hợp đồng, tiền tăng ca, tiền thưởng. Các vụ tố tụng này đều đã được tòa án thụ lý và phiên tòa sẽ diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10. Điều này có nghĩa, trong 4 tháng đó, Trương Hằng sẽ phải tối mắt tối mũi với việc kiện cáo. Cuối năm 2019, cặp đôi Trương Hằng, Trịnh Sảng chia tay trong sự vui mừng của đông đảo người hâm mộ. Trương Hằng không ít lần bị mỉa mai, chỉ trích là ăn bám bạn gái và còn nẫng luôn một số tiền lớn của cô. Ngoài ra, việc Trịnh Sảng đâm đơn kiện Trương Hằng vì những tranh chấp về kinh tế đến nay vẫn chưa có thêm thông tin cụ thể. Theo nguồn tin từ phía blogger, thời điểm ban đầu, Trịnh Sảng góp vốn hơn 10 triệu tệ, 35 tỷ đồng vào công ty chung của cả hai. Khi đó, cặp đôi đã có kế hoạch xây dựng công ty tới tháng 2 năm 2020, tuy nhiên Trương Hằng lại không chăm lo quản lý công ty, kéo đến hậu quả thua lỗ. Tới tháng 10 năm 2019, Trương Hằng yêu cầu Trịnh Sảng tăng thêm vốn đầu tư, tuy nhiên lại không cho phép Trịnh Sảng tham gia quyết định các vấn đề quyết sách. Trịnh Sảng không đồng ý, Trương Hằng đơn phương từ chức, tự thành lập công ty mới. Với thái độ kiên quyết của Trịnh Sảng, Trương Hằng chắc hẳn sẽ buộc phải trả lại số tiền 10 triệu tệ, 35 tỷ kia.